Xin cảm ơn ca sĩ Cao Thái Sơn. Kính thưa quý vị, có một người con gái luôn yêu hết lòng bằng trái tim nồng nàn và luôn khao khát được sống trong tình yêu ấy. Thế nhưng tình yêu thì lại rất mong manh và dễ vỡ. Và bây giờ xin mời quý vị cùng đến với một câu chuyện của nữ ca sĩ Uyên Trang với nhạc phẩm Em Không Muốn Khóc Nữa. Em không biết đây là lần thứ mấy em đã thứ tha cho anh những sai lầm. Em không nhớ đây là lần bao nhiêu anh nói xin lỗi với em. Em đã khóc cho dù người có lỗi không phải là em, do em quá yêu người. Nhưng em biết đây là lần sau cuối em còn ở bên cạnh. Sẽ bước ra đi cho dấu tim em vẫn yêu anh rất nhiều. Mà tình anh mong manh nên không thể giữ chân em lại. Vì anh em đã khóc bao đêm khi biết tim anh dối gian, em phải đau một lần đành vậy thôi. Em đi không khóc nữa.